Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Lâm Y Thần từ tuổi thơ nghèo khó, 27 tuổi phải viết di chúc đến đại tỷ sau có và viên mãn bên trong đại gia đẹp như tài tử, So với lứa diễn viên cùng thời, Lâm Y Thần được xem là người viên mãn nhất, vừa có sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài trong tay, lại còn cưới được người chồng tài giỏi, giàu có và yêu thương vợ hết mực. Lâm Y Thần sinh ra trong gia đình không êm ấm khi mỗi ngày cô phải chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ. Thực chất hai người đã ly hôn từ lâu, khi đó mẹ Lâm Y Thần đã phải nói dối rằng bố cô đi công tác nước ngoài vì không muốn làm tổn thương trẻ em nữ diễn viên. Và đến tận năm lớp 11, Lâm Y Thần mới vỡ lẽ về chuyện của bố mẹ và còn biết thêm về khoản nợ khổng lồ mà gia đình cô mắc phải lên đến 5 triệu đài tệ, khoảng 3,8 tỷ đồng. Ước mơ tuổi nhỏ của Lâm Y Thần là lớn lên trở thành cô giáo dạy trẻ. Cô chưa từng có ý định gia nhập làng giải trí dù sở hữu vẻ ngoài khả ái và xinh xắn, nhưng những gì thuộc về định mệnh, con người có muốn cũng không thể tránh né. Năm 18 tuổi, Lâm Y Thần bất ngờ giành giải nhất cuộc thi người đẹp do báo tiệp vận của thành phố Đài Bắc tổ chức. Khi đó, ít ai biết được mục đích của cô chỉ đơn thuần là kiếm tiền mua cho em trai chiếc máy tính. Giải thưởng ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Lâm Y Thần. Cô bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và được Châu Du Dân mời đóng MV Make a Wish. Vẻ đẹp trong sáng đáng yêu của Lâm Y Thần lúc đó rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Nhiều đạo diễn đã bắt đầu để ý và ngỏ lời mời cô đóng phim. Những năm đầu vào nghề, Lâm Y Thần chưa thực sự đam mê diễn xuất nhưng vì trả nợ cho gia đình nên cô luôn nỗ lực hết sức. Cuộc sống chưa bao giờ nó ấm, nhưng người đẹp chưa bao giờ mất niềm tin vào nhân sinh tốt đẹp. Cô cho rằng những khó khăn trong quá khứ sẽ trở thành nguồn độc lực giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn để chống chọi với mọi thử thách phía trước. Năm 27 tuổi, Lâm Y Thần vì làm việc cật lực nên bị vỡ mạch máu não và phát hiện khối u, phải nhập viện điều trị. Khi đó, cô gái trẻ đã ngay lập tức viết di chúc để lại gia sản cho mẹ và em trai. Lâm Y Thần chia sẻ, do tính chất công việc xảy đầy mai đó không ổn định, lại còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong các cảnh quay. Cô có thể gặp bất chắc bất cứ lúc nào nên dù có ra đi cũng phải lo lắng toàn vẹn cho người ở lại. Lâm Y Thần là một trong những cái tên tiên phong trong dòng phim thần tưởng của Đài Loan. Năm 2002, cô nhận về vai diễn đầu tay trong True Love và sau đó trở thành gương mặt yêu thích trong một loạt tác phẩm đình đám như Khu vườn bí mật 1 và 2, học sinh lớp 7. Thế nhưng, bước đềm đưa tên tuổi của Lâm Y Thần vụt lên thành sao hàng A chính là vài diễn viên tương cầm trong hai phần phim thơ ngây lên sóng vào hồi năm 2005. Lối diễn Trần Phương Mộc Mạc của nữ diễn viên đã xuất sắc lột tả được nét thơ ngây, ngốc nghếch, đáng yêu của nhân vật và nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía khán giả trên khắp châu Á. Thừa thắng sông lên, Lâm Y Thần mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và gây ấn tượng với vài diễn Hoàng Dung trong Tân Anh Hùng Xà Điêu năm 2007. Cùng với Trần Bách Lâm, nữ diễn viên đã có màn thể hiện tuyệt vời trong bộ phim Có lẽ anh không thể yêu em và giành về giải ảnh hậu liên hoan phim Kim Chung, Khẳng định vì thế đại tỷ trong làng phim xứ đài bên cạnh Dương Thừa Lâm và Trần Kiều Ân. Trước đó, Lâm Y Thần cũng là người đẹp dòng phim thần tượng đầu tiên nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải chuông vàng sau khi phần 2 của thơ ngây lên sóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Y Thần dù đã kết hôn nhưng vẫn giữ được sức hút tên tuổi. Tại đại lục, cô được trả thù lao cao ngất ngưỡng lên đến 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đồng cho mỗi tập phim Lan Lang Vương. Dù vô cùng kín tiếng nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, nữ diễn viên cá kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động giải trí và kinh doanh bất động sản. Từ một cô bé nghèo khó trượt vật khắp nơi để trả nợ cho gia đình, Lâm Y Thần giờ đã trở thành nữ đại gia khét tiếng của showbiz xứ đài, một tấm gương vượt khó dành cho tất cả mọi người. Trong suốt nhiều năm lan lộn trong ngành giải trí, Lâm Y Thần chưa bao giờ vững càng đàn tiêu cực. Tin đồn tình cảm thì hầu hết do các fan vì quá yêu mến cặp đôi trong phim mà tự chỉ tay nhau. Năm 2012, Lâm Nhi Thần bất ngờ tiết lộ cô đang hẹn hò với bạn trai Lâm Vu Siêu, doanh nhân Hoa Kiều điều hành công ty sản xuất thiết bị lặn ở California, Mỹ. Cả hai quen biết nhau hơn 10 năm nhưng vào một lần tình cờ, gặp lại mới nảy sinh tình cảm nam nữ. Cặp đôi yêu nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân bằng lễ cưới cổ tích trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè lẫn người hâm mộ sau khi kết hôn lâm y thần vẫn đi đi về về giữa trung quốc và đài loan để đóng phim ông xã cô cũng chấp nhận yêu xa chưa vội có con để vợ được tận hưởng niềm đam mê diễn xuất